Ok, hello anh em à. Đã quay trở lại cái kênh Hiệp Phong 6 đúng không? Và cái series Red 06 luôn nha. Thì hôm nay cái video trước là mình đã làm cho anh em cái đăng ký và đăng nhập rồi. Đó, mình đã làm xong cái đăng ký và đăng nhập ha. Thì nhưng mà khi mình đăng ký hoặc là khi mà đăng ký xong rồi mình đăng nhập ấy thì mình lại nó trả về cho mình một cái token, Access token ha. Thì cái set token đó là mình sẽ phải lưu lại ở phía client ha, để mà gắn vào cái header. Đấy, gắn vào header mỗi lần mà mình cần một cái truy cập vào tài nguyên đó thì cái token đó nó sẽ giống như là một cái chứng minh thư của mình ha. Ok, thì trước tiên á là mình sẽ test lại cái chức năng đăng ký đăng nhập ha. Test lại chức năng đăng ký đăng nhập coi nó có lỗi gì không. Hy vọng là anh em làm tới đây anh em không bị lỗi gì hả. Đó, mình để password là 6 này. Ok. Agent này, register này. Valid này. 012 345 678 910. Đó. Ok. Rồi, đăng ký này. Ok, còn một cái nữa là khi mà mình bấm cái nút đăng ký nha thì cái giao diện của mình nó bị đứng, anh em hiểu không? Tại vì trong lúc nó chờ gọi API á thì cái API này này em thấy là nó gọi cái time là tới gần 1 giây ha, 0,7 mili giây, 0,7 mili giây. Vậy thì cái khoảng thời gian đó nó bị đơ một đoạn thì mình phải làm cái hiệu ứng gọi là cái hiệu ứng loading cho cái nút đăng ký này để người ta biết là trang web của mình đang tải dữ liệu, đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ làm cái đó luôn nha. Thì nói sơ qua luôn, cái hôm nay mình định làm cho anh em là sẽ lưu là dùng một cái gọi là Justin đúng không, để quản lý state đúng không. Thì bây giờ mình sẽ dùng thêm một cái nữa là Justin Basic đấy, hoặc là dùng cái Basic của riêng cái thằng Justin luôn, không dùng cái module nước ngoài ha, để mình xem thử cách nào mà xài ok nhất. Thì mình đã search sẵn cái doc của mình trên mạng rồi, thì bây giờ áp vô mình làm thôi. Thì để xem thử là trong quá trình mình áp cho mình làm á có những cái lỗi gì, bất cập gì thì mình sẽ rút kinh nghiệm sau. Đấy, thì mình sẽ dự định là sẽ làm hai cách ha. Cách đầu tiên là lấy cái basic từ cái gói bớt ở giữa từ cái thư viện Justin luôn ha. Đó, làm theo cú pháp của nó, hoặc là sử dụng cái gói này, sử dụng cái thư viện Justin Basic giống như ngày xưa mình dùng Redux Basic vậy. À, thì nó sẽ ngắn hơn, khả năng cao là nó sẽ ngắn hơn thôi. Rồi, bây giờ xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ là làm cái hiệu ứng loading nha. Thì để làm cái hiệu ứng loading á thì anh em vô trong cái button, config lại cái button cho mình thêm một xí nữa ha. Trong cái command này có cái button. Ok. Cái button này á mình sẽ phải làm cái hiệu ứng loading cho nó ha. Thì mình sẽ ràng buộc nó bằng một cái biến gọi là disable đúng không? Disable thì tức là khi mà cái thằng disable này á, nó là true á, mặc định mình sẽ để là false. Khi mà nó là true á, thì nó sẽ lock ha, còn không thì không lock thì khỏi gì cũng được. Rồi thì cái thằng này mình cũng sẽ có gọi là disable này bằng disable. Ok. Rồi bây giờ mình có thể CS cho thằng này, đó là khi mà bị disable á, thì nó sẽ có cái class name như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ search này, nếu mà thằng này là disable thì mình sẽ vào và là gì, cái mình sẽ cho nó là opacity ha, opacity cho nó bị nhạt đi ha. Opacity mình sẽ cho còn 50 thôi. Ok, tiếp theo á là mình sẽ cho cái hiệu ứng gọi là loát ha, tức là nó sẽ quay vòng 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 ấy. Thì bây giờ để làm cái đó nha, bây giờ mình chỗ này mình sẽ cho nó là flex đi ha, flex này, IC center này, IC center. Rồi cho thằng này là gap là 3. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một cái CG spin này. Ok, bây giờ anh em ra cái thằng React Icon á, search cho mình một cái icon nha. Có một cái icon rất là hay. À, anh em gọi cho mình là spin thôi. Đó, nó sẽ ra một cái spin. Anh em có thể dùng thằng này ha, dùng thằng nào cũng được. Anh em có thể dùng một thằng nào để tạo hiệu ứng lock cũng được nha. Thì thường á thì mình dùng sẽ CG spinner này. Nhìn nó là ok nhất. Nói chung là anh em muốn dùng cái icon nào cũng được nha. Giả sử như
Mình dùng cái icon này đi ha, icon này cũng được, nhờ icon này đi ha. Mình sẽ test cho anh em cái icon này, FA Spinner. Ok, mình sẽ copy cái icon này nha. Đó, icon trên C này. Ok, bây giờ mình sẽ vô này. Rồi, thì import cái thằng này vô thôi. Nó không có đúng không? Tức là cái thằng im này mình chưa nạp vào. Thì bây giờ mình sẽ nạp cái thằng React icon mà cái của thằng im vào đúng không? Nó là React icon này. Đấy, im. Đấy, thì khi mà mình nạp như này mình cần chuẩn về lại. Ok. Thì lúc này lưu lại cho nó cập nhật cái thư viện mới là React icon sạc im nha. Đây, nó cập nhật rồi. Thì bây giờ cái thằng này nó là ok. Lưu lại xong rồi đúng không? Mình sẽ ra lại xem cái nút của mình nha. Cái nút của mình lúc này nó sẽ có cái icon đó thôi. Em ha, cái nút của mình nó sẽ có icon đó này. Đó, cái nút nào nó cũng sẽ có icon đấy. Thì bây giờ mình muốn làm cho nó quay, muốn làm cho nó quay thì làm sao? Thì chỗ này nha, mình sẽ có để mình test trên đây thử, class name của nó là animate nè. Đây anh em sẽ thấy là khi anh em gõ animate nha thì thằng Sidewind á nó mặc định sẵn cho mình những cái animation giống như là non này, spin là quay nha. Đây anh em thấy không? Transform là rotate 360 độ nha. Còn cái bin này á có nghĩa là nó sẽ kiểu scale lên đúng không? Nó sẽ to lên xong nó nhỏ lại, scale lên xong nhỏ lại nha. Đấy, rồi cái này là opacity là nó sẽ mờ dần, ở hiệu ứng này hiệu ứng mờ dần. Còn cái bow này là kiểu giống như là thằng này nó nảy ha, nó nảy bong 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 á. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho nó là animate là spin nha. Thì để xác được cái class name cho nó thì thường á, là mình sẽ bọc nó trong cái thẻ span. Rồi mình sẽ cho cái class name cho cái thẻ span là animate này. Ok, animate là spin. Đấy thì khi mình lưu lại nha, anh sẽ thấy là cái icon này nó sẽ quay. Đó, thấy không? Icon này nó sẽ quay. Ok. Thì nhìn như này là sẽ giống hiệu ứng là loading đúng không? Thì bây giờ anh em muốn cho cái icon nào quay thì nó sẽ ra cái hiệu ứng quay đó thôi. Đó, rất là dễ đúng không? Một cái chích rất là nhỏ thôi, nhưng mà khỏi mất công anh em phải tải thêm một cái dùng cái icon mà anh em cho cái animate nó là quay, còn hơn là anh em có thể dùng một cái thư viện thứ ba về cái spinner đồ này nọ ha. Thì bây giờ mình sẽ thử cái icon mình hay dùng nhé, mình hay dùng cái icon này thôi, mình thấy nó đẹp thôi. Đó thì anh em có thể cho bất kỳ một cái icon nào anh em muốn nha. Đấy mình sẽ cho cái thằng CG này. Ok, mình sẽ control space, thằng này nó không gợi ý đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bắt vào đây và mình sẽ vô đây là CG. Ok, lưu lại thì nó sẽ nhập cái thằng CG này cho mình này. Đó thì sau này mình import những cái icon CG khác thì mình sẽ không cần nó, tức là nó sẽ gợi ý cho mình thôi. Ok, rồi bây giờ lưu lại này, ra xem thành quả của mình này. Đó, cái icon này của mình lại thích cái icon này hơn tại vì nhìn nó ok phết. Ok, bây giờ mình sẽ ràng buộc thằng này với lại cái thằng disable luôn đúng không? Tại vì khi mà nó disable cái là thằng kia nó vừa bị mờ đi và nó sẽ có cái icon này nó quay cho mình biết là cái hệ thống mình nó đang quay hả. Rồi tiếp theo nha là cái thằng login này, mình sẽ đặt cho nó một cái biến ha, mình sẽ đặt cho nó một cái biến, đặt cho nó một cái biến đi, user use state ha, đặt cho nó biến gọi là user login đó, để check là cái trang web của mình nó đang load hay là nó không load. Thì khi mình gọi register này này thì mình sẽ phải xét nè. Bây giờ mình sẽ tạo một cái hàm đi, mình sẽ tạo một cái hàm để cho nó ngắn ha, mình sẽ gọi một cái hàm register này gọi là toggle loading đấy bạn. Thì khi mình gọi cái hàm này thì có nghĩa là nó sẽ nghịch đảo lại cái giá trị trước đó, anh em hiểu ý mình không? Tức là nếu nó là true thì nó là false, nếu nó false thì nó là true, tức là mình sẽ làm cho nó nghịch đảo lại ha. Thì bây giờ mình sẽ là viết một cái hàm trước đã. Đấy, ok, thì cái hàm này mình sẽ cho nó return cái set is loading luôn. Đấy là nghịch đảo lại cái giá trị mình gọi giá trị trước đó của nó là previous thì mình sẽ là cho nghịch đảo lại. Đấy, cái dấu than nghịch đảo lại vậy thôi. Rồi, thì khi mà mình chuẩn bị trước khi mình AWS đúng không? Trước khi mình gọi API thì mình sẽ là gì? Toggle loading này, đó mình gọi cái hàm này. Sau khi mà ok, sau khi mà gọi xong
tức là không cần phải vô hàm if nha, anh em nhớ là vừa gọi không một cái, không biết là nó thành công hay thất bại, là sẽ cho nó dừng ngay cái thằng này, tức là mình sẽ tăng g lại ha. Còn nếu mà anh em muốn cho chắc cú á, thì anh em sẽ truyền vô đây một cái gọi là status ha. Đấy, hoặc là một cái signal ha. Đấy, một cái tín hiệu hay là một cái flag hay cũng được ha. Nói chung là một cái biến nào đó truyền vô đây, thì chỗ này mình chỉ cần xác nó là bằng cái flag đó thôi. Đấy. Đó, thì lúc này anh em sẽ không cần sợ là nghịch đảo lại là nó bị ngược, thì lúc này anh em sẽ truyền vô là Tongo là thì lúc này là ok, vậy thì viết không cần viết một cái hàm đó. Đấy, cho này luôn. Set is a loading này là true này. Đấy, bỏ hàm này đi. Đúng không? C này, V này, mình sẽ xác nó là false. Đấy. Rồi. Tức là khi gọi xong nó sẽ là false. Ok. Ok anh em, giờ bây giờ mình sẽ chuyển qua cái đăng nhập, đúng không? Mình đăng ký xong rồi mình đăng nhập ha. Thì bây giờ mình sẽ mở DB lên để xem là mình có những cái thằng user nào rồi. Rồi mình sẽ đăng nhập. Đăng nhập lúc này nó sẽ có một cái token. Thì khi mà có token rồi á là mình sẽ đi deposit nó dưới local. Đấy. Để xem thử là có lưu được hay không. Thì trước mắt á thì mình sẽ đọc doc trước nha. Làm theo thằng này trước đi. Đấy, nó kêu là lấy một cái bursit này với lại một cái tạo một cái JSON này, storage này. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô cái code nha, mình sẽ vô code tạo cái chỗ user store này ha. Trong user store mình sẽ thử gọi là lấy từ cái thằng Justin Middleware nha. Để thử nha. Đây, create này. Cái create này lại nó lại truyền vô một cái hàm bursit ha, nó lại truyền vô một cái hàm bursit nữa. Thì cái hàm bursit này nó có hai đối số, nó hai gọi là hai tham số ha. Một á là cái store hiện tại của mình, cái thứ hai là cái về định nghĩa hoặc là định dạng cái name này, name key với lại cái storage này. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy cái create này, lấy cái convert này này, lấy con bắt này ra này, đó sau đó là mình sẽ là bursit này, bursit. Đấy, sau khi bursit cái hàm bursit này mình sẽ bọc nó trong bursit đúng không, xong rồi cái bursit này sẽ có hai đối số, đối số đầu tiên là cái con bắt này đúng không, đối số đầu tiên ok là một cái hàm, đối số thứ hai là cái name hoặc là cái storage. Thì bây giờ mình sẽ import cái bursit này vô md này, Justin đúng không, sạc này, middleware này. Đấy, trong này mình sẽ có một cái thằng gọi là bursit này, một cái thằng là creation này, storage này. Đấy, thì mình sẽ bursit vô. Thằng này nó sẽ có hai cái hàm, hàm set. Hàm nào đầu tiên nhá? Hàm set đầu tiên và hàm get thứ hai này. Đấy, trong này mình sẽ truyền ra một cái name này. Ok, cái name key này mình sẽ để là red06 nha, mình sẽ để là red06 này. Đấy. Rồi, tiếp theo là cái gì nữa? Storage, đúng không? Mình sẽ tạo một cái storage là create, tạo một cái JSON storage. Ok, rồi trong này mình nó kêu này, cái này là optional. Nếu mình không truyền thì nó mặc định nó sẽ lấy local storage. Còn cái này là nó sẽ lấy cái section storage này. Ok, mình thử không truyền thì nó sẽ lấy local storage nha. Thì không thì mình cũng có thể viết luôn là return một cái local storage nha. Đó, return cái local storage. Ok, bây giờ check trước khi lưu nha, mình sẽ ra trong này, mình sẽ mở application nha. Ok, bây giờ mình sẽ trong cái local storage của mình này. Ok, mình sẽ clear hết ha, mình sẽ clear hết này. Đó, nó sạch bong sáng bóng nha. Hiện tại là cái local của mình chưa có cái gì trong này cả. Bây giờ mình sẽ thử lưu lại này, lưu lại thì lúc này là con app mình sẽ chạy ha. Khi mình lưu lại con app mình sẽ chạy, đó nó log lại thì anh em sẽ thấy là mình đã lưu, nó đã bursit một cái key là đấy 06 vô cho mình rồi này. Đây, và trong này nó có hai cái là current với lại current với lại token này ha, version là 0 này. Rồi đấy, tiếp theo là cái này cũng là symbol đúng không, nó khá đơn giản. Bây giờ dưới này nó kêu này đọc doc ha, cái name này á là cái name này là require thôi, nó chỉ là một cái key thôi. Cái storage này á là nói đúng không, mình sẽ tạo cái storage ra cho nó. Tiếp theo là
Đây, tạo cái storage. Cái thứ ba là Bastialize. Bastialize, thằng này nó kêu là gì? Cho phép này, mình có thể chọn cái một vài trường của cái state để mà lưu với local, tức là như thế này á, là nó đang lưu cả nguyên cái store của mình vào local. Giả sử như cái local cái store của mình có thêm một cái hàm gọi là hàm hàm login đi, hả? Mình sẽ có thêm một cái hàm login chẳng hạn. Đó, mình sẽ là giả sử là console log 123 đi, ok, lưu lại. Rồi, thì cái store của mình nó hiện tại nó cả hai cái biến và một cái hàm. Thì bây giờ mình sẽ reload lại này. Không thì mình sẽ load lại trang này, hả? Để xem thử là nó có lưu cái hàm ở dưới local không. Ok, thì khi mà mình reload lại nha, nó không có lưu cái hàm. Giả sử như là mình test tiếp, mình lưu một cái biến khác, ok đi, đấy, thì cái biến nó cũng là ok. Ok, thì lúc này là sẽ xem thử là nó ấy không, mình load lại này, reload lại nha. Đấy, thì lúc này anh em sẽ thấy là nó sẽ lưu tất cả những cái biến của mình trừ cái hàm ra thôi. Đó, tức là khi mà mình muốn lưu một cái hàm xuống nữa thì mình phải làm cái config nữa, đúng không? Đó, thì cái hàm này mình không cần này. Đấy, bây giờ mình có ba biến thì nó lưu cả ba biến. Thì cái thằng Bastino này á, Bastialize này á, là nó giúp mình có thể config được là mình sẽ lưu những cái biến nào. Đó, giống như là whitelist với lại blacklist ở bên cái Redux sheet á. Ok, đọc đọc này. Cái chỗ Bastialize là cái state này, sau đó là nó tạo một cái object kìa, object từ cái entry này, cái state. Anh em hiểu dòng này không? Đó, anh em hiểu cái dòng này không? Cái thằng object.entry này là nó sẽ tạo ra một cái mảng dựa trên cái object này, hả? Cái object này của mình này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ copy cho anh em ha. Ok. Bây giờ mình sẽ ra ngoài cái chỗ login này, mình sẽ làm từng bước cho anh em hình dung nha. Đấy, mình sẽ làm từng bước này. Đầu tiên nha, mình sẽ là gần số log này là object chấm entry. Đấy, object chấm entry là cái object này, đúng chưa? Cái object này là cái store của nó này. Đấy, cái này là cái store của nó hiện tại đang có này, là một cái object có full với ba là 0 1. Thì khi mình entry nó ra cái gì, lưu lại. Đấy, thì khi mình entry nó ra cái gì, bây giờ ra đây check thôi, check console log này. Ok, thì khi mình entry em sẽ thấy là mình sẽ ra một cái mảng. Trong cái mảng này nó có hai cái mảng con đó, hai cái mảng con. Cái mảng con đầu tiên là nó sẽ có hai phần tử là cái key và cái value, anh em hiểu không? Tức là cái entry này mục đích của nó là nó sẽ tách cái mỗi cái key value trong cái object này thành một cái mảng, và nó sẽ lưu vào một cái mảng lớn. Đấy, thì cái lúc này á, là cái key là phần tử thứ nhất và cái value là phần tử thứ hai, gộp lại thành một mảng. Đấy, ok. Thì bây giờ tiếp tục nha. Đó, sau khi mình hiểu cái thằng object chấm entry là gì, thì cái này em sẽ thấy là nó dùng được filter, tại vì cái thằng này nó trả về cái mảng mà, thì thằng này nó filter được. Nó filter là nó filter cái gì? Filter. Đấy, thì trong này truyền một cái hàm nữa, hàm filter bình thường thôi. Thì nó truyền vô một cái key. Nó lấy ra một cái key, xong rồi nó gọi là gì? Full này. Full include key. Thì cái đoạn code này là sao? Mình sẽ thử copy cái đoạn code này nha. Đấy, bây giờ mình sẽ làm nối luôn ha. Console log này, cái entry là cái màu tím đúng không? Đấy, thì bây giờ giả sử mình lưu lại thì nó ra cái gì nha. Rồi, lúc này là nó chỉ lấy mỗi cái ba thôi. Ok, nó lấy mỗi cái ba thôi này. Nó bỏ đi cái full này, vô không, và lấy cái ba một này. Và anh em để ý là nó chỉ còn một cái array thôi, array ngoài này thôi, tại vì nó bỏ luôn cái array cha này. Anh em để ý nha, mình đang có một cái array lớn ở ngoài này, trong này nó có hai cái array con này. Ok, thì cái hàm đó nó viết nó sẽ lấy mỗi cái array con này thôi. Đó, lấy mỗi array là con này thôi. Thì cái hàm này nghĩa là sao? Thì cái filter bình thường á, cái đối số đầu tiên phải là cái element, không? Element là cái gì? Element là một cái mảng này. Đó, element là một cái mảng này. Thì nó chọt vô là nó gán là cái key. Rồi, cái mảng full à. Cái mảng full mà include
Để xem nào. Giả sử như mình không làm cái này đi, mình forest chẳng hạn đi. Ok, mình forest, mình cũng không rành là cái cách viết này của nó là sao nữa. Hả? Mình sẽ thử nha. Ok, cái nào không biết thì mình test thôi. Đơn giản mà. Cái slot này. Đó, mình sẽ lock cái full này ra, nó ra cái gì? Full full undefined. Cái 10. Đó, cái 14 là ra full này. Lock full này. Mình sẽ lock key thôi nha. Lưu lại này. Thì nó ra full và 3. À, mình hiểu ý nó rồi á. Tức là cái ý nó là cái element của mình này, cái element của mình là phải mình nói là một cái array có key với lại là value đúng không? Có key với lại là value. Đấy, thì bây giờ nó sẽ check cái key này, nó lấy cái mảng và lấy cái key, đúng ra là mình có thể lấy được cái value này này, nếu mình đó không làm thì mình có thể lấy được cái value này. Key. Nếu mình đó không làm thì mình có thể lấy được cái value nha. Đó, nó phải là như này. Ok, cái này là cái element của mình. Anh em hiểu ý mình không? Cái element hiện tại viết đầy đủ của mình là cái này. Thay vì mình viết cái hàm filter bình thường, mình viết là element xong rồi lấy cái gì đó sử dụng element đúng không? Đấy, thì cái hàm mà nó viết á là như này, element này. Bây giờ mình sẽ viết lại theo cái cách của mình nha. Element này, đó, xong rồi mình sẽ lấy là ok, mình sẽ bắt lại cái chỗ filter cho nó nha. Ok, nó filter như này đúng không? Thì bây giờ mình không thích cái viết kiểu này. Mình viết kiểu này, mình viết là element đó, mình cho element là một cái mảng thôi. Sau đó là mình sẽ check là bây giờ mình muốn lấy, tức là ý của nó là nó không có muốn lấy tất cả đúng không, trừ cái thằng có key là full ra đúng không. Thì bây giờ mình chỉ cần viết là mình sẽ lấy element này, không này, cái element không tức là cái key của mình đấy anh em ạ. Nó khác với lại cái thằng full thôi đấy, lưu lại. Thì cái hàm này mình làm mình cũng sẽ lấy được cái array này đó. Đấy, mình vẫn lấy được cái thằng ba này thôi. Đó, nó viết cái cú pháp hơi lạ này, hiểu không? Nó viết cú pháp hơi lạ. Tại vì thay vì nó viết element thì nó viết cái mảng xong rồi nó lấy cái key. Ha, thì không sao, thì mình viết như này cho anh em ha. Rồi bây giờ nó sẽ bọc. Ok, mình tiếp nha. Nó sẽ bọc trong cái thằng object.fromEntire. fromEntire tức là nó sẽ đưa cái mảng đó về lại cái object ha. Nó sẽ đưa cái mảng đó về lại cái object. Thì bây giờ mình sẽ trên này mình sẽ lại là object này chấm from entry, tức là nó sẽ nghịch đảo lại cái thằng entry. Entry thì sẽ là đưa object về mảng, thì bây giờ cái from entry nó sẽ đưa cái mảng về lại object thôi. Lưu lại này, lúc này mình sẽ có một cái object là 3 là 1 ha. Đấy, nó sẽ có một cái object là 3 là 1. Ok, thì chỗ này anh em hiểu rồi đúng không? Đó, lock. Bây giờ cái cách học nó là như vậy ha anh em. Nhiều người anh em có thể hỏi mình là cái cách học như thế nào, thì cái học là khi mà mình thấy một cái gì đó nó lạ lạ thì bắt đầu mình sẽ tự vô mình test ha. Cái mà mình thích nhất là mình sẽ lock ra hết đó, mình lock từng cái nào mình không biết mình lock. Cái ngay từ đầu mình nhìn vô cái này thôi mình cũng chưa hình dung ra, giống anh em vậy đó, mình cũng chưa hình dung ra cú pháp nó biết như thế nào. Có thể là nhờ anh em hình dung ra được nha, nhưng mà như mình đi ngay từ đầu mà vô mình chưa hình dung ra. Sau đó mình test một hồi thì mình mới à, thằng này nó đại diện cho cái element đó, nó viết đầy đủ, nó thiếu cái value nữa, nhưng mà cái cách viết như thế này nó hơi lạ thôi đó. Thì lúc này là mình sẽ chọn được là những thằng nào được lưu ở dưới local storage đó. Thì bây giờ mình sẽ vô mình áp dụng luôn đấy. Thì bây giờ chỗ này đúng không, mình sẽ có thêm cái thằng là party align này đấy. Thì thằng này nó sẽ có một cái gọi là convert, nó sẽ nhận vào cái state của mình được chưa. Ok, cái đối số của nó là cái state của mình, và cái mà nó trả về, tức là mình sẽ trả về một cái object, miễn là mình trả về một cái object là những thằng mà mình muốn lưu ha. Tức là thằng này này là nó sẽ trả về đó, mình sẽ nốt luôn là ok, không có cho biết việc kia, sẽ là return này một cái object, return một cái object state ha, cái state và gọi là one ha, one 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 say đấy. Tiếng 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 Anh nhưng mà đọc hay tiếng Việt nha. Đó. Ok. Rồi, chỗ này miễn là mình làm thế nào là mình return ra thôi là được. Thì chỗ này mình sẽ return ra như thế này. Hay return ra như thế này thì mình sẽ dùng là object này.
đấy, chấm from entire đấy, nó hướng dẫn thì mình làm thôi. Rồi object chấm cái thằng này nó dùng entry, nhưng mà mình chỉ cần test cái, mình chỉ cần check cái key thôi, mình không cần entry nha. Nó có một cái là object chấm key nữa đấy, thì thằng này nó sẽ trả về, sau đây nè, thằng này nó sẽ trả về một cái mảng, trả về cái mảng, thì cái mảng này chỉ có những cái key thôi đấy, nó là một cái mảng, một cái key thôi. Thì lúc này mình sẽ đơn giản hơn, mình sẽ chắc là element, và element khác với lại là gì, bây giờ mình sẽ là element khác thôi, bây giờ mình sẽ là element bằng bằng đi, bây giờ mình muốn lưu cái token với lại thằng current đúng không? Đó thì mình sẽ là khi mà mình sẽ lấy cái thằng mình sẽ lấy cái thằng ok, thì mình đang có ba cái state đúng không? Sau này mình sẽ có thêm nhiều cái state nữa. Đấy thì bây giờ mình sẽ xét là mình sẽ lấy cái thằng nào mà bằng token đi, hoặc là khác bằng token, hoặc hoặc nha, hoặc element nào mà bằng với lại current nha. Đó thì viết như này thì mình sẽ lưu hai thằng thôi, mình sẽ bỏ cái thằng ok ra ngoài, lưu lại này. Cái state đâu rồi? Cái state đây, nó dùng cái state này. À mình sẽ là object chấm key từ nha, chỗ này viết hơi ngáo anh em thông cảm ha, chỗ này viết hơi ngáo một xíu, mình sẽ ít chỗ này đi, mình sẽ ít chỗ này, tức là mình sẽ chấm key, mình sẽ bỏ cái object của mình vô, tức là cái state của mình đó. Thì cái thằng object chấm key này thì mình mới dùng cái thằng filter để mà mình filter được cái đống này đấy, nó lại như vậy ha, lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ ra test thử nó còn cái thằng ok không nha. Lưu lại, nó mất luôn cái thằng ok rồi đấy, nó không còn cái gì cả rồi, chứng tỏ là cái code mình nó bị ngu rồi. Bây giờ mình sẽ test 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 ok, mình sẽ thử dùng cái hàm khác thôi nào, mình sẽ dùng là khác cái thằng ok, lưu lại. Ồ, mình dùng cái hàm key nó bị ngu anh em. Bây giờ mình sẽ test lại cái thằng key nha. Đây, mình sẽ lấy lại cái object này đi. C này, mình vô đây. Mình sẽ test tiếp. Mình sẽ lock này. Object này. Chấm này. Key này. Bỏ này vô này. Thằng này thiếu một cái dấu ngoặc nhọn này. Ok, bây giờ mình sẽ lưu lại này. Đó, chấm key thì mình sẽ lấy được cái gì? Qua đây. Đấy, anh em thấy là mình sẽ lấy được cái full với 3 đúng không? Đấy, mình lấy full. À, mình lấy được full với 3. Nhưng mà mình lọc ra thì mình chỉ lấy được cái gì nè? Mình lấy được mỗi thằng full thôi. Mình thiếu cái value. À, quên mất. Cái mục đích của nó dùng entry là có lý do cả nha. Đấy, mình sẽ là entry thôi. Entry. Rồi bây giờ là element này là một cái mảng rồi, element là một cái mảng rồi, thì mình sẽ search là element không này bằng với lại là thằng token này đấy, thì mình sẽ lưu được cái token, hoặc này là hình như mình thiếu mất một cái ngoặc hay sao ấy. Filter đấy, hoặc này element này không này bằng 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 này cái current này đấy, như này là mình nghĩ là nó sẽ lưu thôi, đẹp luôn đấy, rồi dính rồi nha, đấy nó bỏ cái ok của mình đi rồi. Thì sau này mình có thêm một đống cái set vô trong thằng này nữa thì nó chỉ lưu mỗi hai thằng này thôi. Ok thì tiếp này, cái cách này có vẻ ổn áp ha, đó mình đọc đọc mình chạy thôi. Còn một cái là on rehydrate storage, cái này là cái optional này, cho phép mình có thể pass cái một cái hàm, cái này có nghĩa là
mình lưu được cái hàm vô này nè, mình có thể lưu được cái hàm vô này, console hai red star này, optional return error này, if này, example. Thôi cái này là mình anh em đọc thêm nha, tại vì về cơ bản là đọc tới đây là mình đã đủ xài rồi, sau này mà phát sinh thêm đó, thì mình sẽ on tiếp nha. Anh em dưới đây đọc đốc này, hoặc là cái cách dùng thứ hai là dùng cái thư viện này. Ok, thì thư viện này thì dùng nó giống như cái thằng Bersheet thôi, Redux Bersheet thôi. Đấy, mình sẽ bọc cái app của mình trong cái Bersheet gây này là một. Cái thứ hai nữa là mình sẽ tạo một cái Bersheet này. Ok, nó có sẵn cái link của cái thằng example nha. Anh em vô cái thằng Bersheet này, sau đó là bấm vô chữ demo này nha. Nó ra cái thằng này để cách sử dụng này. Đó, anh em sẽ thấy là nó để config cái Bersheet này, còn cái Bersheet này là có nghĩa là xóa đi nha. Cái xóa đi cái local của nó thôi. Xóa đi cái local của nó thôi. Còn cái này là cái lúc mà nó tạo ra này. Đấy, nó tạo ra mấy cái hàm xong rồi nó định nghĩa cái này. Deny list là cái blacklist á, nó sẽ có cái allow list nữa là cái whitelist như cái thằng Redux Bersheet thôi. Anh em có thể tham khảo thêm nha. Ok. Tới đâu rồi nhỉ? Ok. Rồi bây giờ khả năng là mình lưu xong rồi. Bây giờ mình sẽ để dành video sau ha, mình sẽ để dành video sau để mình làm riêng cái chức năng gọi là xác thực OTP bằng điện thoại nha. Thì chức năng này á, để làm được á, thì mình sẽ phải dùng cái thằng bên thứ ba, đó là cái FireBase. Đấy, FireBase thì nhiều anh em có thể biết rồi đúng không? Thì mình sẽ dùng cái ông thần này để mình làm được cái chức năng xác thực bằng điện thoại nha. Tại vì nếu anh em dùng cái thằng Tubilo gì đó, thằng này thì cũng được thôi, nhưng mà biết sao nè, nó chỉ có gọi là gửi OTP về được cái số điện thoại, một cái số điện thoại duy nhất thôi, là số điện thoại anh em đăng ký á. Đấy là khi mà anh em dùng cái thằng phiên bản miễn phí của nó, phiên bản test của nó, là nó chỉ cho gửi về mỗi điện thoại thôi đó, tức là người khác dùng cái điện thoại khác vô thì nó không có gọi nhận được. Còn thằng FireBase á là nó sẽ có giới hạn, tức là anh em có thể gửi được cho tất cả cái số điện thoại luôn, tức là số điện thoại đăng ký, số điện thoại nào đăng ký thì nó sẽ gửi OTP số điện thoại đó, và nó sẽ chỉ giới hạn cái số lượt tin nhắn OTP trong một giờ hoặc là một ngày là bao nhiêu đó thôi. Đấy, thì cái này là mình ok hơn, ok nha. Rồi, thì trước mắt là hôm nay mình chỉ anh em cái Bersheet thôi. Bersheet thôi. Thì cái Bersheet kia, Bersheet theo dùng thư viện á, thì mình không có khuyến khích anh em dùng nha, tại vì thứ nhất á, là mình sẽ tải thêm bên thứ ba vào, nhưng mà khi mình dev á thì cái rủi ro của mình ấy là nó đến từ tải những cái thư viện mà mình không có kiểm soát được cái thư viện đó, thì đâm ra là mình không biết là trong thư viện nó có cái gì được á. Đấy, nên nhiều khi tải như thư viện đó, thì dung lượng mình sẽ tăng lên thôi, cơ bản là nó ít hay nhiều thôi. Ok, thôi nha, hôm nay chém gió cho anh em như đó thôi.